Mày làm cái gì? Cười nhỉ. Tao đang làm việc, mày làm gì? Đi đâu ấy? Thôi
đau nên là sợ mình run tay. Sợ thế. Đây người giờ đang xong xong hết sale bảo là ôi anh cái đầu quá thế là bắt đầu tẩm tay rồi nữa. Mà không biết. Em thấy nhiều ông như thế. Lần đầu tiên anh thấy. Kiểu bắt đầu mới vào nghề thế. À, anh thấy em cười anh rút hơn. Ủa, cười em cười em để tay bụng ra này. Còn bình thường mà. Không hỏi được của anh chứ còn thấy chuyện run không thấy không quan. Đến lúc vui tay vẻ mắt trợn luôn. Thank you.
số điện thoại trong đấy à? Nhà ở gần nhà đã chơi nhau quen. Cái đứa kia cũng ít nói lắm nhỉ? Ít nói. Hay là gặp anh nó ít nói. Nói ôm nó như vẹt đấy. À, gặp anh nó ít nói. Nó hay ra đây à? Đấy. Chắc nó chả sang vào đấy. Vâng. Sao có hình diễn được kia phải không? Vợ còn thằng Huấn còn gì nữa. Nhưng mà nó lại thế nào mà nó lại quen thằng đấy nhỉ? Chị. Hay thật đấy. Em biết đâu đùng một cái hôm đấy nó mời cô cưới là em giật mình phải không? Đã yêu ai mà lại đã một cô cưới mình rồi? Không hiểu. Em mới lên Facebook thì mới thấy. Có một đứa con rồi.
cái đêm quá. Biết thế em ra kiểu, à sáng anh có khách luôn. Đó. Đi. Đi, 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 đi. Thank you.
Thế còn ngủ gì? Gặp đứa khách ngủ câm như thế cũng còn ngủ xem. Ơi đi tiếp đi. Hoa rau xanh thôi ạ. Đi đây. Tít. Đi đây. Tít. Thank you.
Buồn là còn chán đi em ơi. Tuyệt đối giữ hình này anh nhé, được chưa? Đừng cậy gì nhé. Em có dám bao giờ dám cậy đâu. Cái gì mà tao không dám cậy. Thì cả bông hoa hồng của em thế cậy gái em không dám động một tí gì luôn, đâm như nâng trứng. Sống này không nên tin ai. Lại báo công ty không tự sang không sắp ra cũng mừng gặp về ông bảo là nó bị dột đấy, về cấm động chạm gì nhá. Mày ra để giấu thì à, con làm như thế thì không ai lấy con. Bố kêu ép con làm gì, bố càng ép con lên chồng con càng đi xong. Nhìn kinh quá một năm lấy. Lúc này thôi đầy anh theo. Đàn ông thì nhiều thằng ế mà đàn bà thì bảo không người yêu là thế đấy là nhỉ. Đời nó bám chen đấy nhỉ. Đấy là cái duyên đó chứ chén. Ngồi im chờ thì duyên sẽ đến. Duyên nó sẽ bụp và phát trong đầu. Bé nhà anh có lớp 5 tuổi chứ? Ừ, được 2 tuổi hơn. Bé đấy. Nhìn lớn mà lớn hơn con chị gái em. Con người chị gái em 3 tuổi rồi. Cái xứ này khô lắm. Chợ bọn trẻ con bây giờ bà cùng gọi lắm. Con bé cháu em anh chưa tầm được đâu những cái quả đầu nữa quá. Đấm nó nha. Chưa em xong ngủ tê đâu. Có ok không? Dạ. Hồi trước em xong ngủ tê không? Em xong ngủ tê đây á? Hồi trước em xong ngủ tê không? Không nghĩ không nha.
thế. Tưởng em nhìn thấy em chứ. Thì như không thì làm. Đau thấy đau chưa? Em chỉ thấy rát thôi. Đau chưa đau? Ừ. Nó có cái loại thuốc tê gì mà bôi và đến lúc mà nó chuẩn bị xong rồi còn độ khoảng độ một cái lá nữa thôi và bắt đầu nó đến cạnh đau. Cái khủng hoảng thế mà. Đúng không? Hoa hồng của em đi trang thế đấy. Ông ngủ tê cho em kiểu gì mà đến lúc mà còn đúng khoảng độ 2-3 cái lá cuối cùng thôi bắt đầu em cảm thấy đau. Tùy vào kích thước của mình. Nếu anh chăm không đau em vẫn giả và chưa đau thì sao? Tôi là những người giả. Em chưa bao giờ mà không đau mà ông kêu là đau. Mình phải sống thật với cảm xúc của mình nhé. Thank you.
anh chứ cảm giác như sinh ngày xưa ấy mà. Sinh ngày xưa mà. Em ở thì đâu có thế hả? Là lư 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 ngày trước lư lư tao điện ngầm mà ngày trước máy nhiều bây giờ không người ai rồi trái khác anh không phải lúc nào nói nhiều là sẽ nói nhiều đâu. Nhiều nhất là lúc tuổi tăng tuổi gọi là tuổi mơ mộng. Bây giờ bao tuổi rồi? Anh 25 rồi. 25, 26, 25 à? Dạ. Lợn này 25. Cái tuổi mà người ta gọi là nhìn ai muốn nói chuyện. Còn giờ em nhìn thấy em nhưng người em chạy chán ăn mà hợp với em may ra em nói không có không thù cái mồm nhá em không nói em mồm con như thế tí anh không ngủ quên cái này trời nước mắt là bốn em mang covid rồi em mang covid đau hết covid lâu rồi nhé em mang covid rồi đâu đi báo phường bắt thầy từ Quảng Châu rồi ai bảo từ Quảng Châu ấy giờ Việt Nam mình cũng làm căng mới nhỉ. Em son môi hay là em son môi ấy? Em son môi. Em son môi hay là em son môi đấy? Hỏi lạ luôn. Nhưng mà kiểu như là ngày trước kiểu như khô khô hơn ấy. Bây giờ thấy chắc lớn rồi, có tí tuổi cũng biết ăn nói cũng khả năng kín kẽ hơn tí. Em trước trời con à, bây giờ lớn à. Dạ, em nghe anh nói, em cũng nghe anh nói cái kiểu như là hồi trước em bé bỏng lắm em đi ra đây. Năm 2017 sao nhỉ? Năm 17 kéo không em ra đây kéo 17 hay 2018 gì đấy. Những đứa đi cùng mình lấy chồng hết rồi mình chưa lấy, mình chưa hay lấy chứ mới đâu lấy làm gì. Em vẫn chủ nghĩa độc thân lắm. Em làm gì rồi anh? Em là bán quần áo cho mấy đồ được không? Được. Tiền nữa thì anh phải lấy chục triệu mới làm tiền. Nè. Làm sao mà bằng anh? Anh chỉ có nhắm mắt vào nhắm mắt ra là được vài chục triệu rồi em khó. Nhắm mắt vào. Nhắm mắt ra. Mà được vài chục triệu. Tất cả thấy là ví dụ bây giờ mà gặp khách nào mà một cái lưng cái phải ngon không? Không ai làm lưng sướng rồi. Xong rồi một cánh tay thì có phải là ngon không? Làm hết một cánh tay tầm bao nhiêu anh? Tỷ, 10 triệu, 15 triệu. Thì theo cái kiểu người ta chọn.
thời gian bằng cái hình hôm qua anh làm ấy. Chưa thấy được ở đâu, chưa xong rồi. Sáng anh đang sớm à? Đấy không? Cái tay đấy con đánh nền hết 4 tiếng. 4 tiếng? Cái tuổi của em anh làm sao chuẩn bị đến 4 tiếng đến nơi rồi. Cho anh từ giờ đến lúc 8 giờ thoải mái, cứ làm gì thì làm. Đến mà khác ăn nói chính trạc quá. Chính trạc quá. Đi đâu người ta cũng trêu em, người ta bảo là đúng là người Lạng Sơn đi đâu cũng vơ. Cái đấy mới nhận biết được người Lạng Sơn. Bây giờ ít người nói lắm. Xưa mới hiểu. Cái gì nó phải lắc lại. Dạ. Lắc lại. Em nhìn cái đầu bò này. Chào mọi người, em đưa em đi gọi cho em. Được cả em. Không có vệ sinh gì à? Không. Cái này thật khỏe luôn. Thật khỏe. Được vườn trước thật yếu ạ. Anh nói vậy thì đáng là người không vừa. Chào anh một tí. Chào anh một tí. Thế là bà sang ngồi cạnh em. Ngồi cạnh em. Rửa này mới sạch được cái màu nó dính vào da, nó vàng hết da, xanh hết da. Kinh khủng này. Tại đánh lá mà xanh nhưng lâu. Tự đánh lá mà đen thôi. Xanh này, xanh không? Xanh kia. Hả? Xanh kia. Ừ, thấy nó xanh nó lâu. Đây là trong phần lá rồi nha. Ôi, thấy lạnh đó. Em bảo là xong phần lá. Ờ, đúng không? Thấy nó lạnh ở đây. Mất lợn rồi. Anh nào đây hả? Anh của em ạ. Cái gì đâu, đâu đấy. Chắc còn 2 năm trước rồi. Anh lấy con bố em chú em đấy. Không ai nhận ra em. Nhưng mà anh thích đàn ông không đấy? Năm 2015 có ạ. Anh chẳng thích đàn ông. Anh bảo em thích đàn ông. Anh nghĩ là em bị đặt giả. Anh hỏi em. Ai bảo anh không thích đâu. Ai bảo đâu. Nói thế thằng nó đang quen em thôi. Nó cảm thấy buồn. Mấy người đâu.
đẹp lắm cũng khổ. Đẹp lắm cũng khổ. Nghe không? Em toàn quen những cái kiểu người đào hoa quá. Đừng quen đào hoa nó căng thẳng rồi. Quen những thằng bình thường thì nó kiểu gì ấy. Kinh khí nó kiểu gì thất thường lắm. Thế thì bố im mồm đi bố ạ. Bố thế thì tôi cũng chịu bố rồi. Nhưng bình thường thì bình thường quá, đào hoa đâu. Cái gì nó có bùa trừ của nó. Cái gì có bùa trừ nhưng mà em không thấy cái sách thì nó lại không được cái tính. Thì em thích những thằng không gò vạt, không nói gố, không được gì không? Tóm lại là nếu mà nó bảo là không cờ bạc thì là được. Không ai gố thì nó kiểu như là hiếm. Anh ngay không gai gú. Thế ngày nào em muốn cắm mặt vào đây rồi gai gú ở đâu? Đêm về chỉ có muốn thở, năm ngủ thở thôi. Thả ra là anh muốn đi đây. Thôi ra đâu mà đi nữa. Thôi thế Lan này bận như kiểu là ta Tết ấy, chả bao giờ đi ra khỏi nhà. Thế vợ nó nhiều khi nó giận không nghỉ bao giờ. Thì khoảng nghỉ đi chơi. Cái phần 100 người tập vừa chứ là lần cả đời. Chủ nhật là tại tổng kết một lần đi chơi thôi. Anh uống rượu đủ 30 ngày nhé. Dạ. Đêm nào xong anh uống rượu. Anh uống rượu. Đêm nào ngủ đâu. Đêm nào anh cũng ngủ đâu mà. Không nghỉ nhưng mà tầm 3 giờ sáng xong rồi ra vẫn giờ. Tuần này ít được ngủ ấy, tuần này chắc là ngủ nữa chứ. Bao nhiêu đàn ông bình thường. Tôi thấy em mê hơn quá đấy, bảo là chắc là dư tính em. Em gặp trường hợp nào mà có chồng vẫn thích đàn bà không? Nhưng có thích đàn bà. Chắc như thế này. Em có nhiều người lấy vợ rồi vẫn đấy thấy. Lấy vợ có con rồi nhưng mà họ vẫn đi kiểu như đàn ông ấy. Thì như là lúc em như cái trường hợp đấy em bảo là đến lúc em bảo là có khi nào mà họ lấy vợ xong họ đẻ con xong họ mới biết là họ không phải là đàn ông mà họ là bê đê em. Không hiểu lắm. Bây giờ cái đấy nó là bình thường rồi, thế như là em bây giờ tôi nhìn thấy những thằng da đẹp em sợ lắm. Sợ gì? Những cái thằng đấy nó không thẳng. Thay mặt đàn ông anh trừng trị em. Nhưng mà em nó có sai đâu. Đúng rồi. Thật mà. Cứ tưởng là đẹp 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 không là la vào không phải đâu. Kỳ sứ. Nó cứ gồng lên đấy. Rồi yêu cái đẹp thì mới yêu vừa thôi. Bắt đầu biết đau rồi. Bắt đầu nhìn biết nhân mặt rồi. Em bảo là có khi nào mà em đi xăm mà em không chịu được nữa rồi em ngồi khóc không? Em khóc được rồi. Em không đi đâu nổi đâu. Em chịu được đâu mà. Câu mặt câu mò một tí thôi. Em thấy em khỏe quá. Cái này anh nghĩ em thấy em khỏe nhất.
thứ hai em ít nói hơn. Em cảm thấy nguy hiểm quá. Ây ô, nó tin rồi vơ, bọn này là... mình tin mình thôi. Lại bắt đầu. Hãy ốc bắt đầu nổi. Hả? Hãy ốc bắt đầu nổi. Sao mà nổi? Màu đỏ đấy, không được nổi lắm. Tiếp tục ủ tê nhiều, thơm kinh nhiều. Mong là mong ra sáng rất tâm. Đấy là điều mong ước. Xanh nó thành xanh thẫm. Đỏ đấy nó thành đỏ thẫm luôn. Thì nó bóng thuốc tê mà có phải là kiểu ấy thế đấy. Nhưng mà không ngủ thì bắt đầu nó lâm đầu đẹp hơn đúng không? Không ngủ ăn đối mà làm được luôn. Giờ này đàn ông thì vỡ hết rồi. Như thế thì anh đã có cái người nào mà đến mà không phải ngủ thế không? Có chứ, nhiều chứ. Có phải đi uống ngủ thế. Những người giỏi. Ai ở bên nhau. Nó khó chịu rồi chịu thôi. Còn nhiều người thì chỉ mẹ cứ ủ được. Được thôi. Nhiều người bảo ui đau lắm, ngủ đi, được chưa. Không ủ ở đâu nào đâu vậy. Còn nhiều người thì cứ chơi, được sợ. Chạy rồi. Đâu? Bây giờ đau cứ bắt em nói. Chị kiểu gì gái em mới không trông thế. Tao đau đẻ rồi bà đẻ. Bà có chị bà cứ hỏi. Xong chị có trả lời không mà sao phải bảo là đáp chị em đau lắm bác chị đừng hỏi nó đau lại cộng rát nhưng mà anh có thấy đau đâu hả? Anh có thấy đau đâu ừ, anh có làm được gì mà anh làm được nhận được. Em mà ngồi như anh thì em chỉ có cảm thấy mỏi thôi. Nốt thì này tôi nhé, không nghỉ nữa đâu, bận người lắm rồi. Chả biết được. Cứ đến thì tiếc thôi. Nào hứng lên lại thấy anh đang đẹp lại thôi, lại đang thì cho anh thì đẹp lắm. Chặn luôn. Chặn nít luôn. Chặn nít luôn. Em thay đổi nít trước, liên tục cái nhỉ. Nít của em bị hack. Em kết bạn hay em cứ làm cái linh tinh thì tự nó thắc mất ấy, anh khách. Thắc mất ý. Tự em làm cái linh tinh ấy xong là nó tự mất á. Xong là nó Facebook nó quét nó mất mà. Cái nick này của em bị người kiểu người khác lấy số của em để đăng bài ấy. Là hôm em phải lấy lại bảo mật các kiểu lại từ đầu.
không, em không biết đâu ấy. Cái hôm đấy thì em đang làm, người ta gọi đến kiểu là bọn ấy nó đang bàn kiểu đi vé máy bay du lịch các kiểu đấy. Thế xong người ta khách người ta gọi đến số của em. Lừa được không? Gọi đến số điện thoại của em. Em mới bảo là hôm qua chị mua cái vé đi đâu đi là cái gì đấy. Em bảo là ơ chị có nhầm số không? Không, không. Số này y chang. Xong nó chụp hình Facebook cho em xem mà. Mở cháu thế mình bảo tại sao lại có thể lấy số của mình đi ra cho lừa đảo như thế rồi. Mà trong khi đó em còn đang bán hàng ở trên Facebook của em mà đi với xe khác thì mình lừa đảo à. Thì xong bắt đầu em mới nhắn tin, em lấy một cái nhập một cái khác, em nhắn tin vào cái nick đấy, em cũng y chang em đặt vé như thế. Em nói chuyện với người ta rất lịch sự hàng hoàng. Bộ nó chặn em. Bạn ấy bận mạng hết chặn nào đâu. Muốn tìm ra được bọn đấy. Là im. Tao thì phải cho im chứ tao. Sau một hồi là im. Nhiều người khách gọi đến ý ở máy lên trong khi đó chẳng liên quan đến người. Người thì Nha Trang, người thì Đà Lạt. Không có bạn nào Lạng Sơn. Không. Có bạn nào lên Lạng Sơn nên thì gặp Bảo Sơn đâu. Đức tin nó lừa đấy. Thì em cũng bảo với người ta là cái đấy không phải của em đâu. Em bán thuốc kia làm gì có thời gian đâu mà để cho các anh chị đi vé đi du lịch. Em còn chưa được đi đấy. Chị có lên Lạng Sơn không? Em chỉ năm nay em có được đi Hạ Long. Như năm nào mình cũng thích xuống Hạ Long sao? Chưa xuống năm đấy mua hải sản. Em bị nghiện hải sản rồi. Xong. Dùng xong lâu quá. Anh cứ nói thế cho em nhẹ người phải không? Không nhìn thấy con lợn nữa. Mấy màu căn này cũng như là khó để đi ra. Thấy không? Mấy tê và mấy màu căn đè này, màu xám này, cực kỳ như nó mấy con nhện ở trên mái này sao anh không làm cái bằng nhện nữa. Vẽ được hay nhỉ, anh cũng hay trong cái khoáng phết. Có thời gian đi, giờ có thời gian làm nữa nè. Thời gian ngủ còn đắp co đây này. Mà đâm thật rồi. Nó đâu ít mấy sao này. Có là nó sẽ ít hơn. Đau. Không phải đâu, lạnh ít nhìn thấy hình xăm của nhau thì ít lên ý tưởng hơn thì nó sẽ không đấy như là được chưa? Chị em tưởng là màu đông là nó lạnh nên người ta lên đi xăm, người ta phải mặc quần áo che chiều, không như mùa hè. Bây giờ cho ngủ không ngủ được rồi. Chắc em lau em kêu ẩm ý đấy. Bây giờ em không kêu ẩm. Thật lớn rồi.
Vỡ giọng. Em đang học cách chịu đựng. Xem nhớ làm sao không? Cái ấm. Bảo ấm đâu? Anh dỗ anh đi ra đưa cho em. Anh đi lời em nữa à? Anh không lời anh em đâu. Anh mua ra chim của em đấy. Vẫn còn mà, xem chưa? Em nói em chẳng là xem, thỉnh thoảng dỗ dỗ lại dỗ ra xem. À, em vẫn lần lượt ra ra chim đấy. Hả? Chả có gì là không lần gì cả. Thì trừ khi anh xóa đi luôn. Anh xóa đâu không được. Anh làm gì? Nhớ mãi nhưng hồi ức. Rồi thôi thôi. Một con tím đen, một con đỏ đỏ đen, một con đen xì. Nó dạy vẽ lên cứ ra thành. Anh sợ nó bứt không? Bứt thế nào? Chưa lên nơi cơ mà, bứt thế nào? Chắc là đẹp hơn nhỉ? Cứ biết được, em chắc làm ra hơn không? Không biết được. Kiểu thằng nó đang kháng. Bây giờ trong cái quả màng nhện là nó bị ẩn quá. Độc bàn tơ. Độc bàn tơ. Bây giờ phải đổi là quán xăm bàn tơ rồi đây. Nghe. Tên ghê. Chuyển biến tốt. Mở bên trong kia. Mở bên trong kia. Chính xác đã được. Cái nơi đây là lên nào. Mở bên trong nào. Xe đùi em dặn nhiều lắm. Xe giờ không dặn nữa. Ô xe bây giờ ít đi con ạ. Không phải đâu vẫn vậy mà. Em có dùng đi vô cái gì đâu. Chạy thế này. Cái dạng này thì là làm gì mà chữ được đâu. À, thì có mờ được. Có mờ được. Kệ, tại em cứ béo rồi để gầy rồi. Nó dạng thì kệ. Kệ thì làm gì được. Có thuốc bôi mà em. Có. Mấy để dùng chưa nhá. Em chỉ gầy được vài hôm nhưng mà không để em béo nhanh lắm. Các phụ tốt. Dầu canh rau xanh cũng vẫn béo. Lợn nè. Này đợt. Thật thủ tốt. Thôi phải ăn thanh chậu. Thật chậu cá mất đi. Em thấy em rất tốt cả tháng này em ăn được. Em thấy người em có bị béo đó, thấy kiểu như đường người để em cao. Em cao à? Cao to. Chân như là như cái sào ấy. Anh quá xem em được bao cân. Em á. Chắc tầm. Chưa đến đầu 56 đâu. 56 cân rồi đấy. 54 cân. Chị ít mẹ mình cao khẩu hoa. Anh bao nhiêu cân? Anh 70. Người nhỏ không? Chắc thịt xuống đấy. Chắc
Cắt thịt thì đạt hay không có thịt nữa. Anh là rộng xương này. Tôi đoán một tháng này có đi tập gì đâu. Tôi tầm mà nghe chắc bây giờ anh lên 70 cân thì vẫn bình thường. Không có thời gian đi. Thế nào mà đi. Hơn của em 15 cân rồi. Nên em chả nhẹ ghi sang đóng tiền để đi tập gym. Anh biết đẹp tập từng mấy ngày em? Chắc bao giờ em mất không? 3 ngày cố gắng. Đau cơ về úi. Hôm sau không nhớ không làm ăn gì được. Mới tập thì tập nhẹ thôi. Không ai hướng dẫn cho em à? Không. Ở đây cứ đóng tiền nó chỉ dạy kiểu cách tập thôi. Hôm sau là mình tự tập. Mình tập mới tập thì mình tập nhẹ nhẹ khởi động thôi. Cơ đau hàng tuần liền cơ. Đau hàng tuần. Thế là đau quá em không chịu được, không làm ăn gì được. Thế là thôi. Đẹp để làm cái gì? Kiếm tiền. Thế là không tập. Thôi cái này phải đau hàng tuần đó mà. Đầu tiên mình khởi động nhẹ nhàng tập làm quen thôi một chút thôi. Mấy bố đi, cứ đi tập xong là ui xa. Nhẹ thế, tao nặng nhẹ đi. Đó, cứ tập nhẹ đi. Tập đúng 15-20 phút tay không nhấc nổi nữa. Tập nó có lựa chỉnh rồi đó. Thế nào cũng phúng đâu mà. Thế ông thế nào khỏe lắm. Mới vào. Mới vào cũng chưa biết mà. Sung sức đẩy càng lắm. Đi cho nhấc cái đòn còn đéo nhấc nổi. Phải không ạ? Em phải tập về em cởi áo còn khó. Thật. Em coi chân không co được. Thì sao con bạn tập đít ra, tập mông ha. Không là con bạn em nó bảo là trời ơi. Tập mới trả tành bảo ở nhà lo hàng hóa đi tập. Ta đi tập cho nó khỏe, tập cho nó đẹp. Đẹp thì không thấy đâu, khỏe không thấy đâu. Thế về kêu than thở suốt ngày. Là dáng em cũng đẹp rồi, đi tập thêm nữa thì càng đẹp. Câu chuyện tối này cũng được. Bây giờ chỉ tập tập sao cho nó chắc người vậy rồi. Đâu có mệt đâu, đâu mệt đâu, chắc chắc. Nhéo. Nhéo thì cũng không. Không nhéo đâu. Ăn đau chặn thời gian rồi nghỉ cám. Em vẫn đang ăn án tăng trong một thời gian trong nghỉ cám cho nó dạo cho nó ấy lại chắc thịt lại. Ngồi đây cho anh này để cái hình xương người đây nữa chung điều thế. Đấy, để ông ngồi đây dạy cho cái khoảng khung người. Ở đây. Cái kia nó hộ giá. Cái gì? Thì gớm quá. Rồi, chờ thì nắp. Dì đang làm áo phê em quay lên đi. Lắm nữa dưới đất. Như gào xe. Bây giờ bác đã biết thấm rồi.
Anh dùng loại siêu mỏng mà. Chưa bấm, chưa gần, nhưng không biết em sẽ bóp nát cái tay em rồi. Từng tháng năm trôi qua. Chị ba, chị cho. Em, chị đây. Đứng vào không lấy đâu. Cái cánh của con lợn này bây giờ em tưởng là cánh hoa. Đây, thôi đây này. Giờ em mới nhớ ra là cái cánh của con lợn cũng lại cánh của cánh. Hãy gấp quả sổ hình buổi tối. Được. Ôi, thật.